Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 74 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám bằng tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 74. trịnh Quân liếc tục binh một cái, bảo hắn đừng nói, Nói đi cậu dùng bao nhiêu người làm thế nào Không cần nhiều 20 người là đủ Cái đám đó là người vùng ngoài Tôi mà muốn tìm thực ra không khó Diệp xóa anh cân nhắc nặng nhẹ Y không tin cảnh sát không muốn nó ra Thành chứng cứ buộc tội mình Gây phiền toái cho đám huynh đệ Ngày hôm đó Tôi nghĩ bọn chúng giờ cho ở thị trường chứng khoán Gọi điện cho cha tôi Cha tôi lại không tin Tôi quyết tự mình phải tìm ra bọn chúng Trừ tiên tới sàn giao dịch mua tư liệu khách hàng Tôi chuyên môn mua tư liệu các tài khoản lượng giao dịch lớn ở cổ phiếu 60023 Kết quả có 27 pháp nhân mua trên 20 vạn cổ phiếu 80 cá nhân mua trên 10 vạn cổ phiếu Diệp soái dùng giọng kịch tính kể lại quá trình dẫn tới hành vi phạm tội của mình Phương Nguyên Đình ngạc nhiên xen vào Đó là tư liệu bảo mật anh mua được cơ à? Cái gì mà không mua được tôi mua nhiều còn được giảm giá Diệp Doái được hỏi là đáp Đáp đôi được một cái lườm của Phương Vy Đình chỉ trích Sao cô lại ngạc nhiên gì Ở vụ án lừa đảo qua điện thoại Cô cũng được tiếp xúc với đám người bán thành ngân hàng đồ còn gì Trên đời này có gì mà bán không được chứ Được được tiếp tục đi Lão Trịnh thúc giục Tiếp theo tôi xem tư liệu đó Có mấy cái tên ná ná như nhau Như kiểu đồ sản xuất hàng loạt Hẳn là sản phẩm của bọn bán giết tờ giả Tôi nghĩ Thầy Bắc Văn là người vùng ngoài thì nào cũng kiếm một nhóm người lúc vào nơi nào đó thao tác nhanh để không phải chuyện một hai cái máy tính mà làm được khẳng định nơi này phải có băng thông động đây là đường lối truy tung của cảnh sát mạng hình ảnh quốc hỏi à thế là cậu tìm nhà cung cấp dịch vụ à đúng diệp doái gật đầu tất nhiên tôi không được như cảnh sát các anh liên hệ luôn với ông chủ bảo họ phối hợp tôi đi tìm người lắp đặt là được trong tay họ có danh sách phái người kéo dây theo đó mà tìm Tốn bao tiền? Không cần tiền Nhét bài điếu thuốc thôi Không đúng Nhất định số hộ đăng ký Lắp đặt vào quãng thời gian đó Phạm vi toàn thành phố nhất định rất nhiều Lão Trịnh đặt nghi vấn Không nhiều lắm Tổng cộng hơn 2.000 hộ thôi Diệp xoái nhún vai Hơn 2.000 hộ thôi mà không nhiều Mấy người trong phòng nhìn nhau Trong đầu diệp xoái lắp máy vi tính sao Hơn 2.000 hộ đó Bao nhiêu kỹ thuật viên phí không ít công sức cũng chẳng thể tìm ra một cách dễ dàng. Lão Trịnh nhìn Diệp xoáy như nhìn quái vật. Hình ngày quốc biết tiếng này tà môn nhưng tà cỡ này thì quái quá rồi. Còn Phương Huy Đình thẳng tính nói luôn. Anh bốc phép đi à? Đừng nói 2.000 hộ. Dù 200 hộ anh cũng không thể tra ra trong hai ngày. Này, cô không gốc tới tra từng hộ đấy chứ. Diệp xoáy mắng giải thích biện pháp của mình băng thông bình thường thì bỏ phải tìm người dùng băng thông lớn hơn nữa ưu tiên hộ dùng tới hai băng thông để dự phòng cái này ít hơn 40 thôi trừ đại bộ phần là mặt đường dành cho đám đánh quái luyện cấp tôi nghĩ đó phải là địa điểm không nằm trong trung tâm thành phố quá gây chú ý không thể ở ngoài ô không tiện không phải ở khu cao cấp quá nhiều giám sát bảo an còn tình hơn chó canh cửa không thể ở trong tòa nhà văn phòng nơi đông người phức tạp chỉ còn mấy tiểu khu kiểu cũ quản lý chẳng ra sao Loại bỏ đi hết đâu còn bao nhiêu nữa Chỉ cần người ám hiểu Trung Châu Nhìn mấy địa chỉ là đó thôi Đốt còn cuối cùng còn mười mấy cái Vì tìm ra manh mối này Trình quân huy động toàn bộ người Của chi đội cảnh sát mạng Dùng một ngày công tác Cũng tìm theo hộ đăng ký băng thông trước Sau 3 ngày thời điểm bắt đầu cổ phiếu được thao tác đội kiểm tra ghi chép điện thoại của Thái Bắc Văn Đối chiếu địa chỉ Sử dụng rất nhiều nguồn lực Còn Diệp Xoái Mới điêu thuốc và người ám hiểu Trung Châu Nghe thật không cam lòng Lão Trịnh lại hỏi Nhưng mười mấy nơi Làm sao cậu biết là thôn tiểu doanh Ăn uống thôi Cha là chuẩn Diệp Doãn trả lời tỉnh queo Cái gì Ăn cái gì Ăn uống chứ sao Tôi kiếm mấy anh em tới các tiểu khu bắt chuyện với bảo an trực ban Hỏi nhà nào thường xuyên xếp đồ ăn Đâm người đó rút vào một chỗ Thao tác không tiện kéo nhau ra ngoài ăn uống Hơn nữa nhà cái còn phải đề phòng đám này Liên hệ với bên ngoài làm lộ tin Cha ra cái vèo à Một đám ăn hại lần nào cũng gọi mười mấy suất đồ ăn Còn thích cơm hải sản Ăn gà còn là bạch thiết kê Đó là cách ăn của người Quảng Đông Lại trả phí điện thoại của chúng Tháng trước dùng hơn 800 đồng Không phải chúng mới là lạ Diệp Soái kết thúc đổi Toàn bộ quá trình chẳng có gì thân kỳ Ít nhất trong miệng y Đây là chuyện hết sức đơn giản bình thường Chính vì y làm quá dễ Chẳng tốn bao công sức Mới làm người ta tổn thương Cả đám không nói lên lời Ngược lại Diệp Soái chẳng nhiều cách thức của mình thực sự khiến bao nhiêu cảnh sát thức đêm phải hổ thẹn. Lão Trịnh lại bị quá trình điều tra đặc sắc này làm cảm xúc lắm, cũng ưng bụng lắm. Điều này chứng tỏ biện pháp cũ kỹ quê mùa không phải hết thời, chẳng qua không ai biết vận dụng. Đám trẻ tuổi bây giờ quá ỷ lại đồ công nghệ cao mà lời động não, suy nghĩ cũng sơ cứng như cái máy tính rồi. Dòng Lão Trịnh càng thêm ôn hòa. Thế cậu định làm thế nào? Thì giúp chú chứ sao, giúp chúng tôi là sao Theo tôi biết Cả trò chúng dùng không phạm pháp Không bắt được chúng đúng không Diệp Soái thấy mọi người hứng thú Cũng hưng phấn nói Nhiều cách lắm Phá đường dây của bọn chúng này Dùng kéo cắt cái là xong Cầu trộm băng thông làm ngãn mạng của bọn chúng Không cho chúng tìm ra vấn đề này Mà cùng lắm không được Cứ dùng cách dân dã nhất Đốt lửa hun khói Ép bọn chúng ra ngoài Sau đó là đánh cho một trận Bọn chúng chạy tới đâu chúng ta đuổi tới đó Không cho chúng yên Thái Bắc Văn không thao túng được nhiều tài khoản như thế Đến thế nào cũng kẹt luôn trong tài khoản Tóm lại không cho hắn yên thân Còn chưa đau tay thì gặp phải mọi người Sao không nói sớm Tôi đỡ phí công Tôi biết cảnh sát còn bận À nhiều biện pháp ưu việt hơn tôi ha 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 Sừng sút á cầu Nghe tin này ngang nhiên khoe khoang hành vi phạm pháp trước mặt cảnh sát Lại còn nói đường đường đại nghĩa Cứ như mình đang thiếu thiên hành đạo hình ảnh quốc hận không thể bắt ngay thành phần nguy hại xã hội này phương huy đình che miệng nhịn cười đến là cổ chỉ còn lão trịnh là chẳng phải kiêng ra gì cười càng lúc càng to diệp xoáy cũng cười phụ họa nhìn cảnh hai hoa này chắc là mình tấn công cảnh sát không sao rồi trong phòng đang cười thì tên béo hành Song thành gõ cửa đi vào đưa trịnh quần sắp tư liệu gì đó nhìn sâu qua lão trịnh lại bị kinh động phất tay cho tục binh đưa diệp xoáy đi diệp xoáy cuống lên này này chú trịnh Tôi đi được chưa Chiều tôi còn về thập nhất loan làm việc Ăn xong hăng đi Bội gì Lão Trịnh nói một câu Nghe không ra ý tứ thế nào Diệp xoái không kịp dây dưa Đã bị tục binh kéo ra ngoài Không có nơi nào đi Đưa Diệp soái tới văn phòng chi đội trưởng Tục binh không làm khó Diệp soái Mà còn pha trà mời thuốc Ân cần hỏi trưa nay thích ăn món gì Diệp soái chẳng vui vẻ nổi Linh cảm cho thấy Tiếp đó không có chuyện gì hay ho đâu Thế nào cũng bị lợi dụng Sớm biết đám cảnh sát mò tới chỗ đó rồi Mình tốn tiền lại còn trúc vào vào thân Có chuyện rồi Hơn nữa không phải là chuyện nhỏ Trịnh quần xem xong Đưa Phương Huy Đình Hình ái quốc bản thân ra ngoài Không bao lâu sau Diệp Thế Tài quay về Nhưng người khác không để ý Chứ Phương Huy Đình thì có Cô không thấy trong mắt ông có gì lo lắng hay bất mãn Ngược lại còn có chút kiêu ngạo Xem ra phương pháp dạy con của ông đúng là khác người thường Con làm bậy Cha lại thấy như thể giỏi giang lắm vậy Trịnh Quân ngồi xuống nói Mọi người nói đi Chuyện này là sao Vẫn là tiền Tài khoản lập tấn bị giám sát đột nhiên tăng thêm 300 triệu Sau khi truy tìm nguồn gốc Thì hóa ra là do nhiều công ty cho vay Và hai công ty mậu dịch chuyển khoản Vốn lưu động dân gian thì cũng bình thường Nhưng liên quan tới Thái Bắc Văn Người ta không thể không nghi ngờ Huy động vốn hơn nữa còn là lãi suất cao Có hoa ngân ra mặt Cho vay trăm triệu không thành vấn đề Hình ảnh quốc nói cho về dân gian đã là bí mật công khai Kim ngạch chẳng kém gì ngân hàng Đương nhiên vấn đề gây ra cũng nhiều Hai chúng không đủ tiền tiếp tục kéo giá cổ phiếu Nên đi vay Phương Huy Định nghi vấn Tôi cũng nghĩ thế Trịnh quân trầm tư Có điều tôi đang nghĩ tới khả năng khác Ví dụ như ôm tiền bỏ chạy Lão Diệp anh thấy sao Câu này làm mọi người nhìn về phía Diệp Thế Tài chuyên gia chúng lừa đảo Diệp Thế Tài vừa có được tư liệu Còn đang xem chỉ nói vài chữ Sắp thu lưới được rồi Vẫn chưa tới lúc mà Trưng Quân nói Tôi không nói chúng ta Mà tôi nói bọn chúng Diệp Thế Tài có chút trầm ngâm Chúng ta không thể chỉ theo dõi Thái Bắc Văn Mọi người nghĩ tới chưa Thủ đoạn của đoan Bộc Duy Bình là Mượn cú say giết lửa Mỗi lần chúng ta đều bắt được nghi phạm Nhưng lại không tìm thấy tiền hoặc để mất rất nhiều Nếu chuyện này đúng là do đoàn mục sư bình thao tác Riêng điện tử lập tấn đầu tư thực sự gần 200 triệu rồi Chi phí lớn như thế Hắn chuẩn bị lấy lại bao nhiêu Đúng Thủ pháp của kẻ lừa đảo thiên biến vạn hóa Từ không hóa có Lấy nhỏ câu lớn thế nào thì cuối cùng vẫn là thu lợi Đã đầu tư lớn như vậy Nếu là đoàn mục sư bình thao tác Số tiền hắn muốn chiếm đoạt phải lớn vô cùng Vậy phương hướng của mình có đúng không? Đoàn mục dưới bình có thực sự liên quan tới Thái Bắc văn không? Còn một khả năng nữa, phương hướng của chúng ta sai lầm Thái Bắc Văn và Đoan mục Dưới Bình căn bản không liên quan đến nhau Hình ảnh quốc quả nhiên chung suy nghĩ với Lão Trịnh Không thể nào, khả năng đó đủ thuyết phục Trong thời gian ngắn lập nên công ty lớn như lập tấn Lại bắt được quan đệ với cơ cấu chính phủ Dưới thương nhân Trung Châu Điều không phải chuyện tuổi tác và lịch duyệt của thái bắc quan làm được không có cao nhân chỉ chiêu làm gì dễ thế diệp thế tài phủ định hắn tôi vốn nghĩ hắn lừa đảo ở thị trường chứng khoán và ngân hàng nhưng giờ xem ra phải thêm vào huy động vốn dân gian nói cách khác ăn là sẽ ăn sạch Tôi phạm cũng có giới hạn tâm lý nhưng đoan mộc dưới bình là kẻ không có giới hạn tâm lý lừa 1 triệu hay 100 triệu với hắn không khác gì có thể lấy được nhiều hắn dứt khoát không bớt lại phạm tội là phương pháp thể hiện giá trị bản thân hắn sẽ tối ưu hóa lợi ích mọi người tức thì gặp khó đụng vào thái bắc văn là kinh động đoan mục dưới bình phong tỏa tài khoản cũng kinh động đoan mục dưới bình truy ngân góc hướng đi của tài chính cũng kinh động đoan mục dưới bình mà lúc này không biết nơi ẩn thân của hắn vạn vạn lần không thể kinh động thế thì chỉ còn cách chưa mắt nhìn tiền chuyển đi sao tất nhiên là không mà bất kỳ hành động gì thì cũng là kinh động tới hắn tức là hắn sẽ thoát đối phương đã ở thế bất bại cả phòng im lặng tất cả đã cảm thụ được sự cao minh của tên lừa đảo cấp truyền thuyết này diệp thiết tài ném tài liệu xuống trong tài liệu này nói 200 triệu tiền đầu tư của lập tấn trong đó có khoản lớn lên tới 170 triệu là mua sắm thiết bị có điều nếu bên cung cấp thiết bị này cũng là lừa đảo thì sao giống như điệu giả ấy vì chống giả mà làm ra tem chống giả nhưng khi mua về vẫn là hàng giả vì sao vì tem chống giả cũng là hàng giả Thế nên nếu hợp đồng cung cấp hàng này là giả thì thế nào? Tức là hắn chưa đầu tư quá nhiều đâu. Câu này làm đám trịnh quần như chúng một gậy vào đầu. Nếu mà bên bán và bên mua phối hợp ký hợp đồng giả, ngân hàng không đó lại cho vay tiền thì nguy. Ngay lập tức phái người tới Đông Hoàn tra điện tử sáng ích mà lập tấn ký hợp đồng. Thảo luận ngừng lại ở đó, đợi Phương Huy Đình đi liên lạc về. Trịnh quần gấp rút hỏi. Đại khái khi nào có tin phải mấy tiếng nữa phương huy đỉnh đáp thông báo chi đội điều tra kinh tế giám thị sát sao tài khoản này nếu có dấu hiệu rút tiền bỏ chạy chúng ta phải không chế hắn ngay dù đắc tội với cả thiên hạ Không phải giữ hắn lại trung châu tránh khi xảy ra chuyện lại không bắt được ai ai phải nghĩ cách níu chân hắn ở trung châu đã trịnh quân đứng lên tay béo cằm đi qua đi lại nghĩ cách kéo dài thời gian nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cách nào cũng có vấn đề rõ ràng đó là bứt dây động rừng đi được hai vòng thì nhìn thấy lão diệp ánh mắt rất gian ông gần ra chớp mắt nghĩ tới biện pháp tuyệt vời nửa tiếng sau tiểu khu thôn tiểu doanh một chiếc suv màu đen từ xa dừng lại giữa tường bao tục binh quay đầu nhìn diệp xoáy diệp xoáy ở ghế sau nhìn ngó ngoài đường hỏi ăn cơm thế mà sao lại tới đây món nợ này tính cho rõ nhé cậu đánh người của chúng tôi còn muốn chúng tôi mời cơm mà tục binh ngạc nhiên Chẳng qua chỉ hiểu lầm thôi Anh gọi mấy người đó tới Tôi mới khách xin lỗi Diệp Soái thoải mái nói Xin lỗi thì không cần Nhưng giúp một việc nhỏ thì sao Được không thành vấn đề Tôi nói này Lúc nãy cậu nói cách mạng với phá băng thông gì đó Biện pháp không tệ Sự chương trình còn khen đấy Cậu mà làm thế coi như chặn đường chạy của chúng rồi Tục binh dương ngón cái khen Cách hay Diệp Soái cũng vui vẻ vỗ đùi Tôi nói mà Dùng cách của tôi có phải đơn giản không Làm chập trái dây điện này Lột vỏ ra Cắt đi một hai sợi dây bên trong Làm ăn không lên mạng được Quất ói máu luôn Nhưng nói tới đó đông thời cảnh giác Này không phải xú tôi làm việc xấu đấy chứ Ui Cậu đề cao tôi rồi Với trình độ của cậu Tôi xú sao được Tục binh cười nói Diệp xoáy càng thấy khó tin hơn Mẹ nói chứ Cảnh sát suối làm chuyện xấu Chắc chắn không hay ho gì đâu Nói không chừng để sau này nắm thóp mình Sao? Sợ à? Nếu tôi muốn chơi cầu thì ném cho mấy tên ở đội trọng án rồi Họ chẳng lột ra cậu đà Nhưng tôi không làm thế Vì tôi biết cậu không có ác ý Đôi khi làm cảnh sát cũng uất ức lắm Ví như Âu thám trưởng Hắn bị cậu giật điện lại đá vỡ mũi Nhưng vẫn phải phục tùng mệnh lệnh Không dám làm gì cậu Lại còn phải khách khí Tục binh thở dài Chuyện này nói thẳng với cậu luôn nhé nếu tiên kia chuẩn mất Cha cậu cũng phiền lòng Mấy ngày qua cha cậu hút thuốc cả bao đấy Thế thôi Sự trưởng chính đã hạ lệnh Hôm nay coi như chưa có chuyện gì xảy ra Không ai được kiếm chuyện với cậu Người ta tiếng khách đôi Diệp xoáy không nhiều lời Cạch một tiếng Cửa mở chuồn luôn Sau đó nấp vào một góc Thấy xe của tục binh đi mất Diệp xoái thầm nghĩ Chuyện sẽ phải làm Xong không để cảnh sát nắm thóp Kể cả chúng có biết mười mươi mình làm Cũng không cách nào kết tội mình mới được đứng tại chỗ gọi mấy cuộc điện thoại liền không bao lâu sau camera giám sát nhìn thấy một cái xe sửa chữa điện đi vào tiểu khu làm đám thực địa bất ngờ la từ trên xe băng xuống chiếc máy phát điện công suất lớn xem ra tên kia sớm chuẩn bị đôi nếu không có bọn họ xen vào ý đã có kế hoạch đúng là ăn một trận đòn oan quá thêm buổi phút nữa tiếng máy phát điện nổ nổ oanh oanh giám sát từ trên cao nhìn thấy màn hình trong phòng bị giám sát tắt phụt phụt Lập tức chiếc xe bảo dưỡng ngây ngang rời tiểu khu Cảnh sát mạng cũng nhận ra Mấy chục tài khoản vốn hoạt động rất tích cực Đột nhiên ngừng giao dịch Dưới bình thành công rồi Tiểu thai báo Hoàng Ngân đã cho vay 130 triệu Đây là đợt đầu thôi Tiểu thai nhờ em cảm ơn anh Từ phượng phi giữ điện thoại lên Lắc lắc khoe với đoan Bộc giấy bình Xem thời gian đã là 11 giờ 20 phút Ngày 16 tháng 11 Trải qua hai tháng dài Cuối cùng cũng có kết quả viên mãn Đoàn bộc Sư Bình lúc này Nằm trên ghế tựa ở ban công nhàn nhã thưởng thức ấm trà mới pha Bán đi Bảo với đám lão tiểu Tung hết đà Không giữ lại chút nào Đó là đội ngũ Mà hai người họ tìm góp được ở Trung Sơn Liên hợp với Vũ Hán, Quảng Châu, Thượng Hải Để đầy giá Hơn 120 tài khoản Phân tán nắm giữ 200 triệu từ Phượng Phi hơi tiếc dễ Bình Giờ xu thế tăng rất tốt Hay là giữ dăm ba ngày nữa Đoàn Mộc dưới Bình cười mắng Em theo anh bao năm rồi Mà còn tiếc chút tiền đó Có thể lấy 10 phần tối đa thu 7 phần Phải thu tay đúng lúc Làm nghề của chúng ta Không sợ không lừa được Chỉ sợ không khắc chế được bản thân thôi Từ Phượng Phi cười ngượng Chúng ta đầu tư chứng khoán đâu phải lừa đảo Hà hà Vì lý luận là thế Nhưng lời này không phải do em nói mà tính Nếu có người moi được mấy hang ngủ của chúng ta Ở các nơi đa Đến em tội kinh doanh phi pháp thử sức Em biết chúng ta làm gì mà Lỡ ai chứ đừng lừa bản thân Ngàn vận lần đừng nghĩ tất cả nắm trong tay mình Nếu không thì ngày diệt vong không xa đâu Đoàn mục sư bình nhấp ngụm cha Vẫn mặc áo ngủ lụa rộng rãi thoải mái Nói chuyện thong thả Từ phương phi theo dõi lượng giao dịch bỗng nói ha, Lượng giao dịch đột nhiên giảm rồi Xem ra tình thế tốt Có người thích hàng không bán Chắc là Trung Châu hả? Giờ quân lớn đang ở Trung Châu Người Nam ít vào cũng phải triệu Nhiều thì chục triệu Không phải chúng ta có thể không chế Nói không chừng chúng đang liên hợp đẩy giá Cho đang còn kiếm thêm Hà 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 Cứ để chúng làm Qua hôm nay tiền bạc không phải của chúng nữa Đoàn Mộc Di Bình cười vì tâm thái của kẻ bằng quan dù sao em vẫn thấy lỗ Tiêu vững Phi than Tiểu thai đúng là vớ bở Em nghĩ hắn lén lút kiếm thêm không ít Dựa theo giá trị thị trường bây giờ Hắn phải kiếm được 100 triệu Nhưng em không hiểu Vì sao anh để hắn toàn quyền xử lý số tiền vay của Hoa Ngân Em sợ hắn rời Trung Châu về Hồng Kông Singapore ôm tiền biến mất Nhưng 300 triệu cơ mà Hắn dám bán cả cha mẹ ruột đấy chứ Hắn không chạy được đâu Vì sao Anh sắp xếp đòi Ngày khoản vay của Hoàng Nguyên vào tài khoản là lúc kết thúc Hắn đã quá tham Nhiều lần muốn anh kéo dài thời gian rồi Nhưng hắn không nghĩ xem Đã 2 tháng rồi Với ngân hàng cũng tới 90 triệu Hắn ở lại thêm một phút nào là nguy hiểm thêm phút ấy Bất kỳ một mắt xích nào có sai sót Là hắn sẽ bị cảnh sát mò tới Ngân hàng cũng không bỏ qua cho hắn Thượng ngân hàng càng không tha cho hắn Như thế hắn phải dâng toàn bộ số tiền lừa đảo được ra Hắn quá tham Không thể nuốt được đâu Đoàn mộc lắc đầu cái này tự làm tự chịu chẳng có gì đáng tiếc Với chúng ta không phải đổi chỗ thôi Từ Phượng Phi có chút buồn bã Ừ Buổi trưa ăn cơm xong là đi Buổi chiều em phái người kia lấy thấm thạch khắc về Đừng về đây nữa Tới Quảng Châu đi Chúng ta chưa bao giờ ở một nơi lâu như thế Ở chỗ này vậy là lâu lắm rồi đấy Đoan Mục xếp Bình trầm ngâm Nhưng anh còn nhiều việc chưa xong mà Anh Dự Thiên chưa đó tung tích cả cố thanh trì cũng chưa biết ở đâu từ phượng phi ngạc nhiên hỏi hà 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 anh không chuẩn bị đi thực ra anh mong thay bác văn tham thêm chút ngã nhanh hơn một chút như vậy sẽ có rất nhiều người giúp anh làm việc này đoàn mộc sư bình đứng dậy đi vào phòng tay vô vài từ phượng phi nụ cười thân bí mà thân thiết từ phượng phi không hỏi nhiều cuộc sống của hai người bắt đầu từ lừa đảo và kết thúc trong lừa đảo kết thúc một vụ lừa đảo cũng có nghĩa là vụ lừa đảo mới bắt đầu cô không biết là gì nhưng cô biết đoan Bộc Di bình đã trải đường rồi nếu không hắn sẽ không tùy ý có động tác làm bữa cơm thường nhật cuối cùng từ phượng viên lặng lẽ thu thập hành lý cô đã quyền luyến với nơi này nhìn từng gian phòng nhìn món đồ trang trí nhìn dụng cụ làm bếp hồi lâu mới khép cửa đời tiểu khu hai người giống đôi vợ chồng đi ra bắt taxi tới bến xe thị trấn ngồi xe khách có thấm biển trương trang trung châu khi điện thoại tít tít thì Thái Bắc Văn đang cùng Ân Phương Thuyên đám đối nhìn nhau. Hắn kể điện thoại, hiện giờ ở Trung Châu hắn phải xa giao quá nhiều, thực sự hận không thể phân thân. Có điều ngày hôm nay, Thái Bắc Văn đối diện với Ân Phương Thuyên không hứng thú với bất kỳ thứ gì nữa rồi. Hai người đang cùng thưởng thức điệu vang, thập thoáng nhìn thấy Ân Mỹ Nữ lộ ra chút khe vú, hiển nhiên là cố ý cần cổ cao da trắng muốt, ngũ quan tinh xảo, vô cùng xuất chúng. Thái Bắc Văn thấy uổng phí của trời, một mỹ nữ thanh xuân phơi phới như vậy Không tưởng tượng cảnh cô bị thượng ngân nà đè dư thân Sẽ là một cảnh tượng thiếu hài hòa thế nào Nghĩ gì vậy cho em biết được không Ân Vương Thuyền khai hỏi Mỹ tiểu nhấp môi Gia nhân làm bạn Em nghĩ anh muốn gì Thầy Bạc Văn lấy hỏi để đáp Mặt truyền đi một tiếng nóng bỏng Em đoán mình chắc là không có sức hấp dẫn Bằng số tiền hơn 100 triệu kia đâu nhỉ Bác Văn anh nói xem chúng ta xã giao thương vụ hay là hẹn ước tư nhân? Ân Phương Thuyền cố ý làm khó, giờ giữa công vị tư không dễ phân biệt nữa rồi. Thái Bắc Văn ánh mắt như dao, giọng ôn tồn. Anh chưa bao giờ muốn vay tiền của ông chủ thượng, tuy anh chưa đạt tới trình độ giàu có nhất vùng, nhưng anh thấy tiền nhiều tí mức độ nào đó sẽ mất đi tác dụng, nhưng người thì khác, ví như em, hẹn bao lần mới chịu chấp nhận, nếu em coi cuộc hẹn hò giữa chúng ta là xã giao thương vụ thì anh sẽ rất đau lòng. Ân Vương Thuyên từ lời nói ánh mắt của hắn có được sự hư vinh mà nữ nhân khao khát nhất. Mỹ nữ mà, mong nam nhân khắp thiên hạ gục di váy mình giống như tiểu soái ca trước mắt. Chạy chung do có hắn săn cô, hát trong vài cô cũng săn hắn. Cô chỉ cười ưu nhã, gặp miếng nhỏ, ăn chậm rãi, tự hồ chẳng động lòng về những lời nịnh bợ đó. Bác Văn, bất kể thế nào trước tiên em phải tính tới lợi ích công ty Đối với anh là đã rất ngoại lệ rồi đấy dưới tình huống bình thường Không phải người Trung Châu Tổng giám đốc thượng sẽ không tùy tiện cho vay đâu Lần này em tới là mang theo sức mệnh của tổng giám đốc thượng Muốn nói với anh Lời không ai nói trước Nếu xảy ra sơ suất Cứ theo hợp đồng mà làm Oh my god Thầy Bắc Văn giơ tay làm động tác khoa trương Xem em đó Phương Thuyên Anh thực sự không muốn nói xấu tổng giám đốc thượng Chút tiền đó Anh có thể đem trả bất kỳ lúc nào Lợi tức có mấy trăm vạn thôi Hai ngày qua ông ấy chắc là kiếm hơn thế nhiều đúng không Ân Phương Thuyền cười khúc khích Thực sự ông chủ thượng của cô ném vào thị trường chứng khoán 5.000 vạn Hai ngày kiếm hơn 500 vạn Đúng là cười sắp không khép miệng lại được Phải rồi bác Văn Cổ phiếu này dự định thu lợi được bao nhiêu Thầy Bác Văn không trả lời ngay câu này mà nhìn thẳng Ân Phương Thuyên. Em hỏi hay là Tổng Giám Đốc Thượng hỏi? Ân Phương Thuyền nguyết một cái cũng ấm ở ờ. Khác gì à? Đương nhiên Nếu ông ấy hỏi anh sẽ nói Thị trường chứng khoán luôn có nguy hiểm Tham gia phải cẩn thận Cô đều nếu em hỏi thì khác rồi Thầy Bắc Văn cố tình dừng lại Khác thế nào? Ân Phương Thuyền hơi ngả người tới Ánh mắt đầy hứng thú Động tác này cũng làm cổ áo hơi trễ xuống Khách ngực kia càng hiện ra rõ ràng Thập thoáng thiết biển áo lót Em mua vào lúc bao tiền 14 .6 đồng 6 Mua bao nhiêu 20 vạn cổ phiếu À mua nhiều thế Có thường em nghèo à Nào dám Về mặt hai người vô cùng phong phú Một vừa hờn vừa trách Thay bác văn thở dài Với cơ hội kiếm tiền này Em không nắm được rồi Giờ giá là 22 đồng Mới đầu chậm vì không được đánh giá cao Càng về sau càng nhanh Vì ai cũng nhảy vào Có đơn mua lớn treo ở đó Tiểu hộ như em chắc gì mua được Đợi em mua được Giá bắt đầu chấn động Em muốn mua cũng không mua được Muốn nghe kiến nghị của anh không Đương nhiên muốn nghe Ân Phương Thuyền rất thất vọng Mau bán đi Thái Bạc Văn ngào tới gần Khoảng cách hai người còn rất ngắn Người từng bồi thơm nhẹ nhẹ Lòng ngắn mê ly Không hiểu sao nói một câu thật lòng Nhà cái đã bắt đầu giảm cổ phiếu rồi Vừa tăng vừa chạy đó là thông lệ Tăng cao tới đỉnh thì không chạy được đâu Ô Ấn Phương Thuyền cảm kích lắm Đang định nói gì chợt nhận ra Di động trong túi anh kêu suốt kìa Đúng là phá hoại phong cảnh mà Thầy Bác Văn nhìn số điện thoại Là điểm thao tác gọi tới Nếu tình huống bình thường bên đó sẽ không tìm mình Xin lỗi một câu đã hành lang nghe Vừa nhấc máy nghe báo tin một cái là chửi Nóng máu đôi Chửi té tát Chẳng những mất điện còn mất mạng Hơn được bốn cái laptop cháy rồi Thầy Bác Văn chửi một trang Thầy Bác Văn muốn tới hiện trường xem Nhớ đà có mỹ nữ ở bên Cân nhắc nặng nhẹ Cuối cùng háo sắc vẫn thắng Dù sao sắp hết buổi sáng rồi Buổi chiều hăng làm không buồn. Vì thế chỉnh lại y phục Xoa xoa mặt Đẩy quay lại phòng Vẫn là phong thái quân tử nho nhã Có chuyện gì à? Ân Phương thuyền quan tâm hỏi À Lại là chủ nhiệm tân mới mọc Hiền chết đi được Thái Bắc Văn khéo léo che giấu không vui Cần gì phải thế Có người muốn lấy lòng họ mà còn không được ấy chứ Anh không cần Từ chối rồi Anh nói tối nay anh mời một vị mỹ nữ ăn tối Đi xem biểu diễn ở Gia Niên Hoa Thế à Xem ra anh chỉ yêu mỹ nhân không yêu kinh doanh Em có vinh hạnh được biết cô ấy là ai không Ân Phương Thuyên hỏi Chính là em thái bắc văn làm động tác mau me của quý tộc phương tây ân phương thuyền hơi ngẩn ra lập tức bật cười không trả lời ngay chỉ là thái độ này làm thái bắc văn trực tiếp phán đoán ra thành công rồi thế là trò chơi giữa nam và nữ giữa thợ săn và con mồi tiếp tục tới tận 1 giờ chiều khi ân phương thuyền hơi say rời phòng bao thái bắc văn quan tâm đỡ lấy eo mỹ nhân không chịu được hơi rượu người lâng lâng mùi thơm thơm tóc dài lất phất mắt chứa nhu tình Hai người giữ tư thế đó cho tới khi ra đến cửa nhà hàng Cuộc hẹn hò ở nhà hàng Long Hồ Thời gian địa điểm phòng bao Chi tiết thêm hình ảnh Sau khi Thái Bắc Văn rời đi không lâu Được gửi tới chi đội cảnh sát mạng Lúc này mọi người đang ăn cơm hộp Rau xanh, đậu rốt Thì thoảng có miếng thịt cùng mỡ thịt phạt ngấy Quá đáng hơn nữa Phương Nguyên Đình phát hiện ra miếng thịt trong hộp cơm của mình còn nguyên lông Ăn được một nửa đã suýt nôn Chẳng còn khẩu vị gì nữa Chiều đội cảnh sát mạng là đơn vị mới thành lập Còn chưa có nhà ăn của mình Chiều đái chỉ có thế thôi Mấy đồng chí nam thì ăn như đồng như hổ Vừa ăn vừa bàn tán Quả nhiên nơi thao tác sẽ đã chuyện đôi. Thay bác văn tiến ân phương thuyền đi Là trực tiếp tới tiểu khu thôn tiểu doanh Có điều là mọi người hứng thú hơn là Nữ nhân kia lại là trợ lý của thượng ngân hà Quan hệ rất mật thiết Hình ảnh quốc nhìn ảnh binh phẩm Tên này có bản lĩnh đấy Xem đi thân mật chưa lại về ván được thêm một cô rồi Chưa chắc là quan hệ nam nữ đâu Mỹ nữ quan hệ xã hội Giờ đều là vậy đấy Gặp khách hàng khác giới Đối đãi chẳng khác gì tình nhân Đừng từng bờ tất cả vì hợp đồng thôi Diệp Thế Tài cười Đừng nhìn họ thân mật Thế nhân trong lòng có khi mỗi người đều có tính toán riêng Làm sao lỡ đối phương vào bẫy Phương Quy Đình xem ảnh Thấy ân phương thiên chắc chạc tuổi minh Tiếc nuối nói một cô gái xinh đẹp như thế Làm gì chẳng được đi làm cái chuyện này Vì tiền cả thôi Còn vì cái gì được nữa Có điều nữ nhân này gu thẩm mỹ chẳng ra sao Đi cái xe kiểu gì thế Cửa xe quái gì Lão trịnh chê bai Phương Huy Đình cười phi Bội quay mặt đi Hành xong thành sạc cơm Sự trưởng trình Đây là chiếc Jaguar cửa cánh rơi Giá trị hơn trăm vạn Bằng năm sáu cái xe của chú đấy Trong phòng hội nghị Mọi người cười rộ lên Lão Trịnh cũng cười Nói mình là khẩu đôi Không theo kịp thời đại nữa Đang ăn cơm thì có kỹ thuật viên chạy vào Báo cáo tin tức từ phía Đông Hoàn Hành Song Thành nhận lấy Đưa cho Trịnh Quân xem Anh ngờ ông vừa xem một cái thì mắc nghẹn Mắt lồi ra Phương Huy Đình bộ đưa cho ông ta cốc nước Lão Trịnh vừa uống vừa vỗ bàn Muộn rồi Muộn rồi Chúng ta lại muộn một bước Công ty điện tử Sang ích cũng là lừa đảo mọi người không kịp ăn nữa dùng lấy xem tài liệu thì đa công ty điện tử sáng ích vừa nhận được tiền thanh toán hợp đồng đã phân tiền cho mấy công ty chế tạo nhỏ theo điều tra thì hai trong số đó là công ty vỏ bọc kiểu phân tán tài chính này rất giống những vụ án trước kia đoan mục sứ bình đã làm xong rồi căn phòng vừa tràn ngập tiếng cười tức thì im phăng phắc cảm giác thất bại lan tỏa khắp nơi làm cảnh sát thất bại lớn nhất tới từ lần nào cũng chỉ biết chân tướng khi chuyện đã đổi luôn chậm hơn tội phạm một hai bước đương nhiên cũng tứ tự chỉ có thể bằng quan nhìn nghi phạm tiêu diêu còn mình bị kiềm chế khắp nơi ném chuột sợ vỡ đổ trời lớn thật ngân hàng đúng là bị một vô lớn rồi lần này coi như tôi mở mắt hình ai quốc cảm thán lợi hại ngân hàng chuyến này thảm đôi là chuẩn bị dùng tiền của người nộp thuế lấp vào hành xong thành lẩm bẩm phương huy đình không nói gì chỉ kinh ngãi nhìn diệp thiết Tài mọi người mới nhớ ra Chính vì cảnh sát già không liên quan gì này nói thừa một câu Nên sự chương trình mới cho người đi điều tra Diệp Thế Tài chẳng vì thế mà tự hào Mỗi năm toàn quốc tra ra 20 đến 30 tỷ vụ án rửa tiền Số không trao được còn nhiều hơn Người thường còn nhiều vài chiêu Hướng gì loại chuyện lừa đảo đầu tư như Thái Bắc Văn Toàn Mục dưới Bình Mọi người cũng đừng quên Toàn Mục dưới Bình sổ chứng nhất là lừa chính phủ Không phải Hắn thích nhất là lừa chính phủ mới đúng có điều những lời này khiến trịnh quân dường như càng thêm khó xử đứng dậy đi qua đi lại còn đưa tay lấy thuốc lá của hình ái quốc không đó gặp chuyện gì khó quyết phương Nguyên đình nhỏ giọng hỏi diệp thiết tài chú diệp thế này là sao giờ chúng ta đã xác định được chúng là đám lừa đảo thêm 2-3 ngày nữa có thể lập án rồi sự trừng trịnh còn lo gì ai ngân nặng mà biết bị lừa sẽ không báo án ngay mà họ tìm mọi cách để thu hồi tiền trước vì họ sợ lập án thì sau này Tiền tịch thu được chia đều cho nạn nhân Họ không có được bao nhiêu Ngân hàng sẽ không cần biết người khác sống chết là sao Họ phải thu hồi tiền của mình đã Khi nào họ thực sự hết cách mới nhờ tới cảnh sát Cho nên nói tới lập án còn sớm lắm Diệp Thế Tài nhấn mạnh hơn Đến khi thực sự lập án thì đã muộn Đó là nguyên nhân rất nhiều vụ lừa đảo Không kịp thời truy bắt hung thủ Ngáng chân thực sự tới từ ngân hàng đây Bọn họ càng bị lừa thảm Chúng ta càng khó tra Hình ái quốc giờ càng thêm tôn dùng bị chuyên gia chống lừa đảo này rồi Đất khách khí hỏi Đại đội trưởng Diệp hắn có thế chấp mà Tiền mang đi được nhưng tài sản thế chấp còn đó Hà hà Nếu hòa thượng chạy rồi thì còn lại chỉ có tòa miếu nát thôi Diệp thiết tài gập ngón tay Cầu tính chi phí xem Mua đất và một tòa nhà cũ Thêm vào trang trí không quá 200 triệu Đem thế chấp ngân hàng lấy 170 triệu Vậy là gần đủ vốn Thêm vào huy động vốn mươi triệu Còn cả hắn dựa vào thanh thế Cũng tiền trên thị trường chứng khoán được bao nhiêu Tôi nghĩ chúng ta còn chưa thấy toàn cảnh vụ lừa đảo này Vậy làm sao đây Trước tiền không chế người đã Nếu vụ án bị chuyển đi Chúng ta sẽ lại mang tiếng vô dụng Không làm gì Hành song thành nóng ruột nói Thế thì lại giống như toàn bộ các vụ án trước kia Chúng ta sẽ không thể tìm được chủ mưu thực sự đằng sau Vụ này tôi thấy chúng đã làm thế này Diệp Thế Tài cũng lấy bật lửa ra châm thuốc hút Câu này cũng là giải thích cho mọi người nghe Đồng thời cũng là giúp lão chỉnh hạ quyết tâm Thứ nhất, Thái Bắc Văn là thế thân của đoàn bộc sư Bình Giờ thành phố như chúng ta rất coi trọng Mời gọi đầu tư vào thu hút đầu tư Sau khi Thái Bắc Văn dùng tài sản thế chấp ngân hàng Hợp pháp vay tiền là đủ vốn đầu tư Tiếp theo là bước thứ hai của vụ lừa đảo Mọi vụ lừa đảo đều phải nghĩ tới vấn đề chi phí chỉ cần hoàn thành bước đầu Dù bước sau không hoàn thành cũng không lo ăn vào gốc Tiếp đó là vận dụng hiệu ứng đầu tư Một dự án đầu tư trăm triệu Bất kể là chính phủ hay thương trường Đều có sức ảnh hưởng Hướng hồ hắn còn tổ chức khai trương rình đang như thế Vậy là xong bước thứ hai Tiến vào giới thượng lưu Với số gia sản như thế Người ta chủ động tiếp cận hắn Hắn thiết lập quan hệ tư nhân Đứng số nữ nhân chúng ta chụp được Đã 5-6 người rồi Tôi hoài nghi là người sau lưng những nữ nhân này biết sở thích của hắn nên đưa tới lấy lòng. Tôi đoán khả năng cao tin tức về cổ phiếu 60023 từ miệng hắn qua tay nữ nhân kia chuyển đi. Những nữ nhân đó vô hình chung hoàn thành giúp hắn bước ba. Theo lời nghiên cứu viên giảng về thị trường chứng khoán thì nguy hiểm nhất là kéo ra lên cao rồi mà không ai nhảy vào. Giờ hắn đã có rất nhiều người có gia sản không nhỏ giúp hắn nhận lấy củ khoai nóng. Chúng ta tìm hiểu được cái hang ổ của Thái Bắc Văn thao túng số tiền chưa tới 100 triệu. Với tôi nghĩ lợi nhuận không ở Trung Châu Mà là ngoài Trung Châu Chạy thoát khỏi thị trường chứng khoán Với tới mở động chiến quả Với tiếng tăm như thần của hắn nhờ thị trường chứng khoán bây giờ Bất kể tìm ai cũng vay được tiền Khi hắn ôm tiền chạy Sẽ để lại đống quỷ xui xẻo Giống bao vụ án lừa đảo khác Phòng hội nghị im ắng Tiêu hóa cũng như làm rõ sự việc Có tiếng chuông điện thoại Mọi người bất giác sờ tay vào túi Là điện thoại của trịnh quân Đang đứng giữa lưng bên cửa sổ Ông Dương Nguyên tư thế nghe điện thoại Liên tục ư ư biết rồi Giọng đó rất nghiêm túc Có thể nghe ra đang nói chuyện với chi đội trưởng điều tra kinh tế Làm mọi người lại lo thon thót Không lẽ lại xảy ra vấn đề rồi Nghe xong điện thoại Về mặt Lão Trịnh càng thêm phức tạp Lão Diệp Anh sai một điểm Tôi bổ sung tin tức mới nhất Biết ngay nghe đã thấy tin xấu rồi Trinh quân giọng tức không chỗ phát tiết Tiền thân của điện tử lập tấn là Hải Hán vì kinh doanh không tốt nên đổ bể nhà xưởng qua hại hán là đi thuê quyền sở hữu đất tai thuộc về thôn nam quan điện tử lập tấn và ủy ban thôn nam quan ủy ban kiến thiết khu mặc dù ký hợp đồng ba bên nhưng mới chỉ có khoản tiền đợt đầu là 30 triệu thôi hợp đồng này do một vị chủ nhiệm của văn phòng thành ủy và cục đầu tư chỉ đạo ký kết trái tới đó liền hết vừa bị bí thư chính pháp ủy thông báo phạm điều tra điện tử lập tấn phải thông qua chính pháp ủy cho phép đó là sinh nghiệp kiểu mẫu được cục đầu tư nâng đỡ đây đúng là tin tức tệ hại nhất nó xong Lão Trịnh lặng lẽ ngồi xuống thở dài Giờ truy dấu tài khoản liên quan tới lập tấn đã bị phát hiện Tiếp theo sẽ có người nhảy ra ý đồ bưng bít Dù sao chưa chuyển hết tiền mua đất Đã qua được thẩm mạch là ngân hàng có sai phạm Thời gian ngắn có được khoản tiền vay lớn như thế là vấn đề Dính liễu thì bao nhiêu tấm màn đen Chẳng cần thông minh cũng nghĩ ra đáp án rất nhiều Vì thế trong phòng lại yên tĩnh Lần này là yên tĩnh trong ấm ức và bất lực ở đây trừ trịnh quân là một vị sư trưởng Còn lại là cấp khoa Không tiếp xúc nổi với tầng cấp màn đen kia Thật lợi hại Mang thai đủ tháng rồi Một cú điện thoại lập tức làm xảy thai Ai muốn vất vả bao lâu Cuối cùng ảm đạm thu quân Trịnh quân thấy ánh mắt mọi người Nhìn cả vào mình Ông ta xua tay Mọi người đừng nhìn tôi làm gì Nếu tôi mà vô ngực nói Sẽ chống đỡ áp lực Tiếp tục điều tra Tra cho tới cùng thì tôi cũng là kẻ lừa đảo rồi Tôi nói thật Tôi không chống được Vì sự trưởng như tôi không có gì Thì ai cũng để mặt một chút Sẽ ra chuyện rồi Tôi còn chẳng bằng đồn trường cơ sở đâu Vậy chúng ta phải làm sao Phương Huy Đình là người trẻ tuổi nhất Ít kinh nghiệm nhất Cũng là nhiệt huyết không cam lòng nhất Không thể bỏ qua như vậy chứ Không Trinh Quân nói một câu gây sốc Chúng ta buông tay đi Cứ để thay Bắc văn ôm tiền chạy Hả Tất cả chân kinh chỉ còn lão Diệp mìm cười gật cu tỏ ý tán đồng. Lão Trịnh không kịp để ý tới cảm thụ của mọi người, nói thẳng: "Tiền của ngân hàng đã thành bánh bao thịt ném chó, ván đã đóng thuyền, không lấy lại được nữa đâu, mà người ta còn chẳng muốn chúng ta lấy lại. Nếu chúng ta lộ tin này ra bây giờ, ngân hàng sẽ đa sức dùng sức ép tác động tới bên trên không cho chúng ta trả, để họ nhảy vào đòi tiền đã. Trong tay Thái Bắc Văn còn có tiền, còn thoi thóp được, đốt cuộc bứt dây động rừng, chúng ta chẳng trao được gì." Nhưng đổi hướng suy nghĩ khác Để hắn chuyển chút tiền này đi Tiền trên thị trường chứng khoán nhất thời không thể đổi ra tiền mặt Lúc này nếu Hoàng Ngân cũng tới tìm Hắn sẽ không có tiền trả Với sẽ xảy ra chuyện gì Ồ nếu chủ nợ tụ tập một chỗ Vậy thì sẽ có chuyện hay để xem rồi Nhất là toàn chủ nợ bối cảnh lớn Muốn giấu cũng không giấu nổi nữa Cảnh sát đường đường chính chính nhảy vào Chỉ có điều Thủ pháp này khiến mọi người phải có cái nhìn khác với sự trường trịnh Nhìn đất ôn hòa đôi một chuyện đứng trên đánh giới đúng sai này Không nên xuất hiện ở một cảnh sát lâu năm Lão Trình cũng nhận ra thay đổi trong ánh mắt của mọi người Ông không quá bận tâm Tôi đã phát đi cảnh báo với sở rồi Là bên trên ép chúng ta không cho trà Dù Thái Bắc Văn có lừa sạch cả Trung Châu này Thì chúng ta cũng không có trách nhiệm Quân Ngô còn chưa lập án Chúng ta chẳng có gánh nặng gì Nhưng Thái Bắc Văn không dễ sống đâu Lừa tiền của Hoa Ngân Đóng vai nặng lãi đó Hậu quả còn nghiêm trọng hơn của ngân hàng Chúng ta không có trách nhiệm phải bảo vệ cho thứ nhọt độc tiền bẩn này Nói một câu thiếu trách nhiệm Tôi mong cho đám vay nặng lái bị lừa tới phá sản Nhưng tôi nhấn mạnh một điều Tiền có thể lấy đi Nhưng người thì không Vì chúng ta còn nhắm vào kẻ đứng sau thay Bắc Văn Đừng lối vậy là rõ. Người ngồi trong phòng đều thở ra một hơi Bây giờ không làm gì chứng là làm được nhiều nhất Mặc cho thay Bắc Văn thổi cho bong bóng thật lớn Thật kinh hãi Như thế bong bóng tự tới lúc không chịu nổi sẽ phải nổ thôi khi đó là lúc thanh toán nợ nân đôi Kể cả, cả cảnh sát không tham gia vào Món nợ này vẫn phải thanh toán Trịnh quân có vẻ Đã hạ quyết tâm rất lớn Mới đưa ra quyết định trái với thân phận Trái với lý tưởng của bộ cảnh phục Trên người mặc bao năm Tôi cho mọi người cơ hội lựa chọn Nếu có ai muốn rút lui Giờ đề xuất cũng không muộn Chuyện này trái với đạo đức của cảnh sát Ai không muốn tiếp tục tôi không ép Đợi rất lâu không có ai rút lui Chỉ là Phương Nguyên Đình nhíu chặt mày Tiêu Hồ cảm thấy mặc cho kẻ lừa đảo mang đi toàn bộ tiền có vẻ không ổn, nhưng mà nếu không thì làm được gì, giờ đã không thể tra được nữa rồi, đành ngầm thừa nhận. Lão Trình xem đồng hồ, 20 phút rồi, không ai rút lui, không nhắc tới chuyện đó nữa. Được, giờ việc chúng ta cần làm chính là giúp cho vụ lừa đảo này sụp đổ nhanh một chút, nhanh một chút. Thái bác Văn bị Diệp xoáy cầm chân không được lâu đâu, hiện giờ chúng ta nghĩ cách để hắn thiếu tiền, Càng thiếu tiền vấn đề xảy ra càng nhanh Xảy ra vấn đề mán không thể lấy ra tiền Với thì chuyện sẽ bùng bét Ai có cách không Phương Huy Đình lắc đầu bí môi Cũng không dám nói bừa Nhìn sang hình ái quốc Hình ái quốc nhún vai Đây không phải sở trường của hắn Hành song thành không cần phải nói Tên trạch nam này chỉ biết làm việc sau màn hình máy tính Gặp phải vấn đề thực tế Hắn chỉ biết gãi đầu gãi tai Mọi người đồng loạt nhìn Diệp Thiết Tài Trong tiểu tổ năm người này Quyền uy thực sự trong tay ông quả đúng là quyền uy Diệp thuyết Tài không phụ sự kỳ vọng của mọi người, mỉm cười nói: có. Con biết rồi, cha, cha lại nhảy quá đấy. Chẳng qua là đi gặp mấy người thôi mà, chút chuyện nhỏ như thế, còn sợ con không giúp cha. Với lại chuyện này dù cha không nói, con cũng đi làm. Có cha ủng hộ, con chẳng phải đa tay là thủ đáo thành công, mã đáo cầm lai. Like. Được rồi, cứ thế nhé. Chuyện bắt cha đợi mà xem. Diệp xoáy hí hưởng cúp máy. Phương Huy Đình chính Thủ đáo cầm lai like, Mã đáo thành công Anh sợ người khác không biết anh thiếu văn hóa Vừa à? đính chính vừa khởi động xe Cô cảnh sát còn kèm một cái lườm Diệp xoáy bực tức Tôi chọc kẹo gì cô à Lên cơn gì đấy Cố ý bới móc hả à? Tôi đang vì nhân dân phục vụ đấy Toàn thân anh là vấn đề Còn cần bới móc à Phương Huy Đình chỉ huy Xem ký vụ án đi Đừng tùy tiện qua quýt nếu không phải nề mặt cha Diệp Soái chẳng thành thật thế này Mà cái đống tư liệu nát có gì đâu Một đống phân tích kinh tế về thị trường chứng khoán Mới phát hiện từ giám sát Thái Bắc Văn Diệp Soái tay thì lật Mắt thì chăm chú Nhưng hồn thì bay mất đôi Đang tính toán xem chuyện này có lỗ hổng để luôn lách không Làm gì có chuyện anh đây làm miễn phí Chất xám của anh quý lắm đấy Buổi trưa Diệp Soái xong việc đi ăn cơm Chuẩn bị về thập nhất loan yên tĩnh vắng vẻ nghỉ dưỡng Sợ cha biết chuyện sẽ nói một đống lời khó nghe Không ngờ cha y lần này hết sức khác thường Muốn y ra mặt tiếp xúc với đám danh nhân Trung Châu Đem chuyện cổ phiếu 60023 sắp sụp đổ tiết lộ ra Tiết lộ thế nào cha không nói Chỉ nói làm người ta tin là được Nhưng vấn đề là dịp Doãn xem đống tư liệu này Có hiểu cái chó gì đâu Gặp khó đồ chứ gì Thực sự không biết cha anh nghĩ cái gì nữa Vậy mà sự trường trình còn đồng ý Anh còn chẳng biết mở bán với đóng cửa quen biết đủ lâu để Phương Huy Đình biết trình độ Diệp Soái đến đâu, nhận ra tiền không thành vấn đề, chứ đa cổ phiếu thì vấn đề lớn. C. Sí. Bill Gates bằng cấp quân không bằng tôi, Warren Buffett mua cổ phiếu mới 11 thì hiểu cái rắm gì, có những chuyện không quan trọng là có hiểu hay không, thiên tài không cần học cũng biết. Diệp Soái quả nhiên không lấy đó làm hổ thẹn. Cha, tôi không phát hiện ra anh là thiên tài đầu tư đấy, xem anh thuyết phục họ thế nào? Sai Cha tôi bảo tôi đã mặt không phải vì tôi là thiên tài đầu tư Mà là tôi là thiên tài nói dối Tôi nói thật không ai tin Tôi nói dối người ta không tin không được Phương Nguyên Đình ngẹn cứng luôn Hầm mực không thèm để ý tới tên này nữa Diệp xoáy thì không thể không để ý Chỉ mấy ngày không gặp thái độ Phương Nguyên Đình khác hẳn Sự nhiệt tình trước đó khi tới thẩm nhất loan thăm mình đâu đôi Vấn đề ở đâu Đoán chừng là do ở hoa nghệ viên Mình ngày ngày trêu gẹo tiểu học muội Bị cô ấy nhìn thấy hết đôi cho nên từ hôm đó trở đi liền mặc mà xương mày xỉu với mình Trong đó có vài phần ghen tuông Ghen thật thôi Mới là anh đây còn có hy vọng Này cảnh sát Phương Hỏi chuyện này được không Chuyện gì Có phải cảnh sát các cô đều có sở thích Đình mò nhìn trộm không Phương Nguyên Đình vừa nghe đã cáu Anh nói linh tinh gì thế Linh tinh gì Cô xem mấy bức ảnh này Đám cảnh sát các cô ăn no đừng mỡ Nhìn đi, hôn nhau, ôm nhau, thuê vong Hà hà hà, lại còn không phải chỉ một nữ nhân Dịp xoái xem ảnh đầy hứng thú Anh đừng có chỉ biết nhìn nữ nhân Bên cạnh cô ghi chú đấy Đó là những nữ nhân có thân phận quan hệ mật thiết với Thái Bắc Văn Bọn họ vừa vặn lại là trợ lý, thư ký Thậm chí là tiểu tam có tiếng của những ông chủ lớn Theo chúng tôi phân tích Những nữ nhân này là một trong số những con đường để hắn tiến vào xã hội thượng lưu Phương Quy Đình hết sức khách quan phân tích tình huống Thấy Diệp Soái mặt bần thân thì ngạc nhiên Sao thế? Ừ, đúng là nhân tài Diệp Soái hấp mộ thốt lên Lấy tiền của người ta, ngủ với nữ nhân của người ta Cho người ta một đống nón xanh Nhân tài, đúng là nhân tài Thần tượng của nam nhân, khéo bằng trần quán ghi ca ca rồi Phương Quy Đình run tay, xe lào đảo Xuyết lao lên vỉa hè, đánh phanh lại Chỉ mà Diệp Soái chỉ mặt diệp xoáy hét lên từ bây giờ anh cấm mồm cho tôi còn đó nữa tôi đá anh xuống xe diệp Soái cười trộm vừa lệch miệng đôi cái này mà không phải ghen thì chẳng biết nói là gì nữa rồi phương quy Đình tức tối khởi động lại xe không thèm để ý tới diệp Soái nữa diệp xoáy cũng đã biết điều muốn biết nên không kiếm chuyện nữa xe từ đường trung nguyên tới tiểu khu cảnh huyện hoa viên diệp xoáy chuyên tâm xem tư liệu Những chữ xem không nhiều chủ yếu xem nữ nhân sáu nữ nhân đều rất vừa mắt trong đó có một người quen đó là cô thư ký của hoa thái bên nghĩ tới vụ án bên nghĩ tới gian tình diệp xoáy hứng thú hơn là những cô gái này khí chất khác nhau tính cách khác nhau thân phận khác nhau vì sao đều đồng ý dặn chân ra cho một nam nhân lén lút quay sang nhìn phương quy đình sao ca ca lại không có bản lĩnh này nhỉ ngay cả một người còn không xử lý nổi chẳng mấy chốc xe tới nơi Phương Quy Đình lấy phù hiệu cảnh sát ra Có nơi trông coi nghiêm ngặt hơn cũng vào được Từ đây là để bái phòng Lâm Bằng Phi Đó là biệt thự ba tầng kiểu Âu Với nóc nhà chóp nhọn đỏ rực Dù dịp xoáy ra sản trên trăm vạn Cũng sinh ra lòng thù người giàu đã đón Diệp Soái là một phụ nữ trung niên, tuổi chừng trên 50, mộc răng đấy đà, rất hiên hoa, mặc tạp dề, nhìn là biết thân phận giúp việc. Mời Diệp Soái vào phòng khách. Phòng khách rộng mấy chục mét vuông, sang trọng mà đơn giản, lãng hoa giả đèn châu pha lê sàn nhà sáng bóng không gian thoáng đẳng mắt quét qua một cái nội thất và ngoại cảnh hài hòa trời lạnh thế này mà ở cửa sổ vẫn có dây leo xanh mướt ngồi xuống ghế sofa với êm ái lại đàn hồi làm diệp soái không kìm được cọ mông vài cái đợi một lúc lâm bằng phi từ cầu thang bộ đi xuống ăn mặc thoải mái chắc là đang nghỉ trưa từ xa đã nói diệp soái nhà bán buôn phía dưới có người cao chẳng cậu đấy Mọi người đều có hạn chế khu vực Chỉ có cậu đặc thù Thích nhảy đâu thì nhảy Nhưng cậu cướp cơm của người ta thì người ta ăn gì Tuy trách móc những mặt lại có ý cười Thằng nhóc này khiến ông ta nhìn thấy bản thân năm xưa Tổng giám đốc Lâm Không cho họ chút cảm giác nguy cơ Bọn họ chỉ ngồi không chờ xẻo thôi Ít nhất có tôi Không ai dám lời biếng Không phải trên hội nghị anh nói rồi à Chúng ta đi thuyền ngược dòng Không tiến ắt lùi Thiếu cảm giác nguy cơ sao được dịp xoáy cười hi hi mời lâm bằng phi ngồi lâm bằng phi cũng tùy ý nhắc nhở một chút thôi phía dưới tranh thị trường tiêu thụ tăng mạnh quan trọng là nắm mức độ không để thành đà kích phá hoại lẫn nhau ảnh hưởng tới thị trường chung thế cậu tìm tôi có chuyện gì hai mùa đông xuân làm ăn quá kém lượng tiêu thụ toàn trung châu có vài nghìn két cậu đừng lang thang nữa nghĩ cách bán hết hàng tồn cho tôi đi tôi sẽ thưởng cho cậu không phải anh làm khó tôi sao Tôi mà có bản lĩnh đó Thì tổng bộ Coca-Cola đã mời tôi đi rồi Tôi gì ở lại phi bằng dịp xoáy qua loa vài câu tối đổi đề tai mặt nghiêm túc Hôm nay tôi tới đây là có chuyện khác Chuyện gì Bán cho anh một tin tức Rất đáng tiền tiền gì Trả tiền mới nói Bao nhiêu 30 vạn tuyệt đối không lừa anh Hả 30 vạn Thế thì cậu lừa tôi luôn đi cho rồi Cậu mà không lừa ai Thế giới này buồn chán lắm Ha 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 Rất trực tiếp Lâm Bằng Phi bị chọc cười Từ khi thu nạp Diệp soái dưới cờ công ty Nhân viên chứng thức đều có ý kiến Chưa nói y được hưởng thụ Giá phân phối cấp 1 Còn ưu tiên cung cấp hàng Tiền hàng thậm chí đôi khi có thể trì hoãn một thời gian cũng không hề gì Đây là điều kiện cực kỳ ưu đãi Cho ai điều kiện như thế Chẳng cần làm gì cũng có thể kiếm được tiền Nhưng Lâm Bằng Phi thấy rất đáng Tiềm lực của Diệp Xoái rất lớn khai thác tốt sẽ xúc tiến thị trường hơn nữa y nắm phân ngạch ở đường sắt chiếm tỷ lệ tiêu thụ lớn vào mùa đông làm giá trị bản thân tăng lên không ít vì quan hệ đặc thù này hai người không hề giống cấp trên cấp dưới giống đôi bạn vong liên nói đùa xong lâm bằng phi tất nhiên không tin ba mươi bản không nhỏ nhưng đủ khơi lên tò mò của ông ta rồi nên muốn nghe tiếng trước cấp tiền sau một tin trong đó là cổ phiếu sắp anh biết cho tôi làm nghề gì rồi chứ chuyên gia chống lừa đảo họ đang điều tra một vụ án kinh doanh phi pháp mà liên can sâu nhất chính là thái bắc văn không phải vì anh nâng đỡ tôi thì tôi đã chẳng nói thật đấy theo phân tích của cảnh sát mạng lượng giao dịch sáng nay chừng 3 triệu cổ phiếu sáng tạo lịch sử rồi nhà cái đang bán ra để chạy nếu không sao có lượng giao dịch này ba mươi vạn mua tin tức này không đắt chứ giờ chạy còn kịp chứ vài ngày nữa là kẹt đấy diệp xoáy về mặt nôn nóng ngôn từ khẩn thiết giọng điệu quan tâm Lâm Bằng Phi bán tin bán nghi Tin ngay sao được Không thể nào Bây giờ mới 22 Không gian tăng lên đất cao Với lại sao tôi không nghe nói Thầy Bắc Văn bị tra Ai nói với anh chuyện này Diệp Soái hỏi vặn Tổng giám đốc Hoa Tổng giám đốc Thượng Còn nhiều vị nữa Nếu chúng tôi hợp sức Để ra lên không thành vấn đề Đây mới thực sự là chỗ dựa của Lâm Bằng Phi Chứ không phải mù quáng tin vào Thầy Bắc Văn bọn họ liên kết với nhau dù có sự cố gì vẫn chống đỡ được à diệp xoáy hiểu đau đôi, đám người này từng một lần phối hợp với nhau ở vụ bán đấu giá nên có cơ sở nắm tay liên thủ lòng xoay chuyển đổi phương thức khác mập mờ nói tổng giám đốc lâm lòng người cách giao bổng không phòng không được anh giữ chữ tín còn người khác thì sao với lại đem so với nhà cái khác gì đem do so chênh lệch giữa anh và tôi vạn nhất tôi nói vạn nhất nhé có kẻ lòng dạ khó lường Số tiền này của anh bốc hơi rất dễ Với lại chúng ta ở trong quốc gia vĩ đại Muốn trang còn không phải chỉ bằng một câu nói Tin tức cảnh vụ của anh chính xác hơn tôi à Nghi ngờ nổi lên đôi Chẳng những nghi Diệp Soái Còn nghi cả quyết định của bản thân mình Lâm Bằng Phi bắt đầu dao động Diệp Soái tranh thủ lần tới Anh nghĩ xem lúc mình nhảy vào là giá bao nhiêu Người biết tin sớm nhảy vào khi giá bao nhiêu Còn cả nhà cái hấp thụ bao nhiêu Giờ bán ra đến anh còn lại, nó giữ tới nhà cái. Nếu tung tin đến những người như anh đầy giá cho nhà cái, tiền bế thoát thì sao? Nhà cái thoát hết rồi, anh tự tin mình liên kết lại đủ mạnh như nhà cái không? Nếu phải tiếp tục đầy giá lên, anh sẽ phải nén vào bao nhiêu tiền nữa? Rồi khi giá lên rồi, có chạy nổi không? Vì muốn chạy phải tìm người khác tiếp nhận. Trong khi toàn bộ giữa nhà giàu ở Trung Châu đã lún vào rồi. Anh nghĩ mình có thể đang ngoài kia, lừa người vùng ngoài tiếp nhận thay à? Lâm Bằng Phi có mày. Diệp Soái mặc dù chẳng đa sao Nhưng thằng nhóc này rất nghĩa khí Ở loại chuyện này có thể tin Ý đoán chừng không hại mình đâu Diệp Soái thành khẩn nói Tổng giám đốc Lâm Tôi sẽ nói với anh một tin tức nữa Anh phải bảo mật Thay Bắc Văn đang bị điều tra Không thể lát nữa anh thử hẹn hắn đi Nếu có thể hẹn được thì đừng tin tôi Bảo mật nhé Tôi không giấu anh Hôm qua tôi bán sạch rồi Tôi kiếm được hơn 100 vạn Vốn không định nói với ai Nhưng tôi không thể nhìn anh rơi xuống hố đây là tin lớn Lâm Bằng Phi không khỏi đồng mình một cái Cảm ơn cậu tôi sẽ suy nghĩ cẩn trọng Hiệu quả rồi Diệp Soái đưa tay ra Vậy trả tiền đi Diệp Soái, tôi sợ cậu rồi đấy Không thể tống tiền trắng trần vậy chứ Bằng bao mấy câu nói mà muốn tôi trả 30 vạn à Tôi còn chưa biết thật giả dạ mà Lâm Bằng Phi giờ khóc giờ cười Nếu không có lợi thì tôi làm gì Bữa lại anh còn bận tâm tới ít tiền này à Thế này đi Tôi lấy chuyện làm ăn ở khu phong cảnh ra thi chấp Nếu tin của tôi sai Anh cứ tăng giá hàng Một cách thu thêm 6 hào Một năm anh còn thu thiếu hơn 30 vạn Thanh danh của tôi không đa sao Nhưng chữ tín không tệ Với lại tôi cũng không cần số tiền này Mà là để tài trợ cho giáo sư Vương Tổ chức triển lãm văn hóa kim thạch Diệp xoáy đóng vai người bảo vệ văn hóa Bảo vệ đạo nghĩa Chuyện nhà chúng tôi Mà cậu cũng quả nà Giáo sư Vương căn bản không xin tiền từ tôi Ông ấy thành cao lắm Lâm Bằng Phi không là gì chuyện vương gia Vì mẹ của Vương Tuyết Na là chị vợ của ông ta Ông ấy không cần nhưng tôi cần Dù sao coi như tôi giúp Tuyết Na thế nào Nếu là thật thì khoản lỗ của anh lớn gấp bao lần con số này Nếu tôi nói sai lấy hàng của tôi trừ tiền Anh chẳng lỗ Tính thế nào thì anh cũng có lợi Diệp Soái thao thao bất tuyệt Tính qua tính lại kiểu gì cũng nghe như Lâm Bằng Phi được lợi Lâm Bằng Phi lấy điện thoại ra lát sau vợ ông ta trên tầng đi xuống đưa cho một tờ chi phiếu ông ta lại đưa cho diệp soái được tin tức của cậu mà sai cứ theo cách cậu nói mà bù vào đấy diệp soái búng tờ chi phiếu dày yên tâm đi tôi đi đây à suýt quên tổng giám đốc lâm tôi kiến nghị anh mấy ngày tới tránh ra khỏi nhà thì hơn đừng dính tới đám người kia đặc biệt là Thái bắc văn tốt nhất là tắt luôn di động chơi trò mất tích vài ngày ngăn vận lần đừng dính dáng tới bọn chúng đấy nếu không cảnh sát tới nhà thì không hay đâu Vừa đứng dậy một cái Lại vỗ chán Lại quên cho tôi mượn xe của anh dùng được không Một buổi chiều thôi Anh xem vẻ mặt của anh như thế là sao Sư ký sơn tôi cũng đến xe mới Thực ra giúp anh ấy Tôi tới triển lãm nói với giáo sư Vương Tổng giám đốc Lâm phái tôi tới Còn cấp 30 vạn Không phải anh có thể diện à Bữa giúp thân thích lại ủng hộ văn hóa truyền thống của Trung Châu Được cả danh lẫn lợi đoán chừng là vợ chồng lâm bằng phi không chịu nổi cái miệng lại nhải của diệp soái thế nên cuối cùng y thành cầm chìa khóa xe nghiêng ngang rời lâm ra đợi xe rời gara đi rồi bà lâm không vui nói bằng phi sao anh lại để thứ sao chỗ này tới nhà không cho cậu ta cũng tự tới có điều lần này lời cậu ta đáng tin lắm ái dùng xem thị trường chứng khoán cho anh chúng ta nên rút một ít đi nếu bị kẹt trong đó thì phiền em tìm bà hoa nếu không thể hẹn được Thái Bắc Văn, e là có chuyện thật đấy Lâm Bằng Phi thực sự có trọng rồi cùng vợ lên tầng 2. vợ hoa thần giật bán không ít tranh cho điện tử lập tấn trang trí, vừa triển lãm phòng tranh lại tổ chức sự kiện, ý tưởng dùng hoa tươi trang trí trong lễ khai trương là của cô quan hệ với Thái Bắc Văn rất tốt. Bà Lâm không tin Diệp Soái bị đi trước kia lừa chồng mình, càng không thích dáng vẻ hẹn mọn của Y nhắc chồng. Thị trường chứng khoán tin đồn đầy đấy. Loại người như Diệp Soái không tử tế gì Sao anh tin y Diệp Soái không tử tế gì thật Nhưng cậu ta là kẻ trục lợi Chuyện gì có lợi thì cậu ta mới làm Vì thế anh tin y nắm được tin tức mật nội bộ Nên lấy đa kiếm chắc một mẻ Đó là tính cách của cậu ta Bà Lâm đành gọi điện cho bà Hoa Hẹn thầy bác Văn Bà Hoa nói thầy Bắc Văn có hẹn với chủ nhiệm Trần của văn phòng tranh Quả văn phòng thành ủy bận lắm Lâm Bằng Phi gọi điện cho chủ nhiệm Trần Biết người ta đang tiếp đãi khách thương Hồng Kông Không liên quan tới Thái Bắc Văn Vì thế đã quyết định bán Các bạn vừa nghe xong tập số 74 của cuốn tiểu thuyết Mang tựa đề những đức cờ nguy hiểm của sự diễn đọc và thanh bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại